Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là YouTube Mèo Ray. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một vài tip nhỏ nhỏ để đánh cái Event 22 Sudden Death Challenge này. Thì các bạn cũng biết là cái kiểu đánh cái challenge này có kiểu là khi mà các bạn chỉ cần phá hủy được một trụ thôi đầu tiên thì bạn thắng. Và đánh kiểu 2v2, tức là kết hợp ngẫu nhiên với một người đồng đội khác ở ngẫu nhiên. Vì vậy là chúng ta chỉ cần làm thế nào để phá được một trụ thôi. Và như thế nào, bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách chọn deck như thế nào cho hợp lý. Thứ nhất, tại vì chúng ta không có biết được là đồng đội của mình như thế nào mà kết hợp cái cặp đồng đội như nào, vì vậy chúng ta nên nhường hoặc là ra hiệu như thế nào để cho đồng đội của mình hiểu là mình sẽ đánh như hướng nào và mình sẽ cách đánh như thế nào. Cứ từ từ, mình công thì họ thủ, mà mình thủ mình họ công thì mình thủ đấy. Và một điều nữa, đó chính là cái việc mà chọn deck như thế nào cho hợp lý. Vì cái này nó đánh chỉ cần bạn phá một trụ thôi là các bạn đã thắng rồi. Vì vậy chúng ta cần những deck mà nó công nhanh, công phản công nhanh, công hiệu quả và xoay phải nhanh. Vì vậy chúng ta cần có những gì? Thứ nhất, mình phải chỉ ra đó là chúng ta cần ít nhất 2 spell, trong đó có một spell đam mạnh kiểu như là rocket hoặc là fireball. Tuy nhiên mình vẫn ưu tiên hơn là fireball. Đối với những deck mà xoay nhanh thì mình ưu tiên là fireball hơn. Tại vì sao? Fireball cơ động hơn, fireball là nó cơ động hơn nhiều so với rocket mà sẽ tốn ít heli hơn, mà xoay deck cũng khá là nhanh nữa. Và mình nói tại sao là các bạn nên mang ít nhất 2 spell, đó chính là cái việc mà các bạn có thể xử lý được những con lít nhít như kiểu là goblin gang này, ruồi này, xương, rất nhiều những con nhỏ ấy. Đấy. Và các bạn nên sử dụng hai đến ba thẻ để thủ. Và các bạn cần phải tính toán như thế nào cho hợp lý. Khi mà các bạn công không ổn thì các bạn phải thủ phải chắc. Đấy, đây là một điều mà mình nói rất kỹ, rất là các bạn phải chú ý là cái việc mà chọn spell như thế nào. Ví dụ như trong cái deck của mình mà mình vừa đánh xong thì mình chỉ chọn 2 spell thôi. Đó chính là Fireball và Fireball và Around. Đấy, và cái deck mình chỉ 3.1 thôi. Ở trong cái deck của mình thì mình sẽ có tới những hai thẻ tấn công, đó chính là Hawk Rider và Goblin Barrel. Và một thẻ nữa là Fireball, thì có thể trợ công rất là tốt. Around cũng trợ công rất là tốt. Tuy nhiên thì các bạn nên sử dụng ít thôi, ít những con kiểu nhít nhít như này thôi. Ví dụ như đại loại như các bạn, như là mình chỉ sử dụng mỗi Goblin với lại xương, mục đích chủ yếu là để xoay deck nhanh. Và thứ hai nữa là các bạn đừng có mang cả Goblin, xong lại Goblin Gang, xong rồi cả Skeleton nữa. Vì nó chỉ cần một lock thôi là các bạn đã thua mất rồi. Đã mất hết mấy con đấy rồi. Vì vậy là các bạn chú ý điều đấy. Và một cái điều nữa, đó chính là cái việc mà trong cái skill cái event này nó không có nhân đôi Eli. Nó không nhân đôi Eli, tức vì vậy là cái tốc độ Eli rất là chậm. Nó chỉ 1 giây là 1 Eli thôi. Vì vậy chúng ta cần những cái deck mà nó đánh nhanh. Đừng có mang những cái deck đánh chậm như kiểu Pekka hay là Bahamut. Mình khuyên là các bạn đừng nên Bahamut vào đây. Đừng mang Bahamut vào đây. Các bạn có thể mang Ram chẳng hạn này. Ram này, Zip Jab này, Hawk Rider này, Barrel này, những con mà có thể công một cách nhanh, mạnh, hiệu quả. Đấy. Đây là tất cả những gì mà mình đấy. Và bây giờ mình sẽ review cho các bạn là một vài trận mà mình đánh thử với deck Hawk Fireball. Thì đầu tiên là trận này đi này, các bạn có thể xem qua deck này, deck hai bên này. Thì đầu tiên bên đây đã có Hawk này, bên này có Hawk rồi, thì mình sẽ đấy trợ công bên này, có lẽ thì sẽ mình trợ thủ luôn, vừa công vừa thủ. Deck của mình là đầu tiên là có Hawk. Deck của mình là deck bên phải. Và các mình có lưu ý cho các bạn là nên sử dụng Tombstone này, cái nhà xương này, để counter mấy con Hawk. Vì coi lại hay là Ram nữa chẳng hạn, sử dụng con này counter cực kỳ tốt.
mình nên sử dụng, mình khuyên các bạn là nên sử dụng những con như kiểu là Stone với lại Canon thôi, vì nó xoay rất là nhanh. Xoay rất là nhanh thì các bạn có thể counter được hot cực kỳ dễ. Và các bạn nên sử dụng nữa, một cái điều nữa là các bạn, mình khuyên các bạn là nên sử dụng những con nào mà có khả năng kết hợp với Tornado ấy, như kiểu là Wizard hay là Executioner hay là Bowler, Rồng Baby chẳng hạn. Những con mà có thể đam, có tính năng đam lan ấy thì kết hợp với Tornado thì sẽ thủ hiệu quả hơn. Đấy, các bạn có thể thấy là combo, bây giờ combo chỉ việc thủ thôi, thủ là các bạn có thể thắng rất là nhanh. Tấn công dồn dập, cái này chỉ nên sử dụng cái deck công nhanh, đừng có chần chừ. Các deck công nhanh các bạn có thể thấy là cái Tornado counter hot cực kỳ tốt, kéo chỉ cần kéo vào trụ rồi. Và bây giờ chỉ cần đợi xoay và ra Fireball là đã thắng rồi. Cực kỳ đơn giản hiệu quả. Đấy, thì trận đầu tiên. Một tiếp theo nữa. Cũng Hawk Rider, tại vì bọn ở trong clan mình thì sử dụng Hawk Rider rất là nhiều. Đấy, các bạn có thể thấy là deck này Hawk này. Hawk này, Tombstone, Hawk này. Đấy, đánh kiểu đấy. Bây giờ mình sẽ xem trận tiếp theo. Thì góp cái cua này là Hưng với lại tôi. Thì các bạn xem qua deck này. Khi nào bên nào công, hỗ trợ công thì bên kia thủ, toàn sẽ ra hiệu cho nhau. Các bạn nên sử dụng cái icon ở bóc bên phải ấy, là xem là đồng đội các bạn có deck gì, có những con quân gì rồi thì các bạn có thể ra ám hiệu là mình công hay mình thủ và công như nào. Các bạn phải tấn công nhanh, mạnh, hiệu quả. Đấy. Đừng có sử dụng Fireball một cách gọi vu vơ, tại vì là Fireball nó có nên sử dụng, ví dụ giết 2-3 mục tiêu sẽ là hiệu quả hơn so với là chỉ quăng mỗi Fireball thôi. Quăng mỗi Fireball không là rất là phí. Và tại sao mình lại bảo không nên sử, mình khuyên là các bạn không nên sử dụng 3 mất ở trong đây, tại vì là đơn giản là những cái đánh kiểu này họ sẽ thường mang 2-3 spell. Vì vậy là chúng ta không nên mang 3 mất, mang 3 mất rất là phí và xoay rất chậm. Đấy, đấy là một điều không nên. Petka cũng không nên. Zion thì có thể được, tuy nhiên là Zion vào đây thì rất là khó, cũng khá là khó. Nói chung là sử dụng deck này, những deck nào mà công nhanh, hiệu quả và dứt khoát là hiệu quả nhất. Đấy. Bây giờ thì mình cứ công thôi. Và các bạn cũng phải để ý rằng mình khả năng quăng barrel như thế nào này. Các bạn có thể để ý là quăng barrel như thế nào. Khi mà họ hốc, mình sẽ đặt lệch về bên phải một chút và lệch về bên trái một phút và barrel mình sẽ quăng về phía bên phải. Thì tại vì sao? Tại vì là khi mà họ có sử dụng giáp, giáp thì nó không chết, tuy nhiên họ sử dụng lock. Họ sử dụng lock thì lại nó sẽ không trúng được 2 mục tiêu. Nó sẽ không trúng 2 mục tiêu mà nó sẽ lệch về một bên, hoặc là sẽ có một con goblin không chết. Đấy là một kỹ năng rất là cần thiết cho các bạn mà sử dụng là Hawk với lại barrel này. Và tí nữa là mình sẽ đánh, nhưng mà mình deck của mình thì nó lại có mỗi một spell thôi, một spell là around thôi, còn Tornado thì nó chẳng nói gì cả. Cũng mình cũng chưa đánh, nhưng mà rất khá là do dự. Tuy nhiên là đây là mình review trước cho các bạn ở trong clan, đánh cùng clan này, luyện tập để rút ra những kinh nghiệm cho các bạn, là các bạn lựa chọn những deck nào cho hợp lý. Đây, tiếp theo là một trận nữa. Đây, các bạn có thể xem hai deck. Bây giờ hiện tại cho deck của mình có barrel thì mình sẽ quăng barrel và ra ám hiệu, rồi mình sẽ giữ icon để mình quăng barrel. Bây giờ thì mình đã xoay được hawk rồi, quăng cả barrel luôn. Mình có thể là mình chưa quăng barrel trước vội, vì sao là mình để xem là đội bạn có ra cái gì không. Nếu mà ra spell rồi thì mình sẽ quăng chân tiếp, quăng đằng sau luôn. Đấy, các bạn có thể thấy là rất nhiều hai con spin step này xoay rất là nhanh, có cả con duck goblin nữa. Vì vậy là mình khuyên các bạn là nên hăng hai spell là như vậy. Và ví dụ như các bạn mà mang rocket ở trong tập hợp này là các bạn không rất là thua rồi. Các bạn rất là thua trong cái trường hợp này rồi. Tại vì sao? Là vì là rocket mà gặp những kiểu như là giáp bêu này thì làm sao có thể làm sử dụng rocket một cách hiệu quả được. Đấy. Và các bạn thấy là một điều nữa là bên kia nó họ đã xuất hiện Fireball rồi, mà các bạn
xuất hiện Fireball rồi mà không quăng. Đó là một điều rất buồn cười. Bây giờ sẽ đến một trận nữa. Một trận nữa nào, à, Bebaco với lại ok, trận này Bebaco đi. Cho lên sóng luôn. Mình khuyên các bạn là đừng nên sử dụng Lightning. Đừng nên sử dụng Lightning ở trong những trường hợp kiểu này. Vì Lightning nó sẽ không bằng được Fireball. Ở đây mình chỉ cần dùng chết một mục tiêu thôi. Vì vậy là mình khuyên các bạn là nên dùng Fireball, không dùng Lightning. Đấy. Còn Knuckle rất manh động, Đấy, kéo tất cả về, xử lý. Đấy, các bạn có thể thấy một rocket nhưng mà rocket không trúng một mục tiêu nào, rất là phí. Hoặc đập 1, 2. Cực kỳ nhanh gọn và dứt khoát. Đó là tại sao mà mình bảo các bạn nên sử dụng những con đánh mạnh dứt khoát như kiểu vậy. Và có thể các sử dụng RAM được. RAM cũng vậy. Tuy nhiên mà RAM mà khi mà gặp RAM mà khi gặp Tombstone thì rất là phí. Tombstone. Đấy, và đây là tất cả những gì cho các bạn tip cho các bạn để đánh cái Evelyn này. Và bây giờ mình sẽ tóm lại này. Thứ nhất, các bạn hãy chọn những cái deck xoay nhanh và sử dụng những cái thẻ này. Xoay nhanh này, mạnh. Không phải mạnh mà là xoay nhanh thôi. Và có những thẻ điều kiện đánh thắng mạnh như kiểu là Hawk Rider chẳng hạn. Thứ hai nữa là sử dụng các cái thẻ phải từ 2 đến 3 thẻ là thẻ công. Đại loại như là Hawk Rider này, Barrel này, Miner này, Zipjab này, Ram này, chẳng hạn. Một cái nữa, đó chính là việc mà các bạn phải mang, trong deck của bạn phải có mang tới 2 đến 3 spell. Đó chính là ưu tiên Rocket nhé, ưu tiên Fireball, tiếp theo là Rocket và Lightning. Và có thể kèm theo, đó chính là Lock này, Around này, giáp. Nhưng mà mình khuyên các bạn là nên mang Around với lại mang có thể là mang Around hoặc là Lock, vì giáp không chết được giáp không chết được preset này, giáp cũng không chết Barrel này. Và đấy, và mình một điều nữa là mình nhắc khuyên các bạn là không nên dùng những cái deck nặng như kiểu là Pekka với lại Bahamut, thì các bạn đừng bao giờ mang những cái deck đấy vào trong đấy, tại vì deck đấy rất là chậm và rất là dễ chết, và khi mà công không hiệu quả nữa. Và đấy là tất cả những gì cho các bạn chia sẻ, và chúc các bạn thành công. Nếu có thấy hay, like, share, subscribe của mình. Cảm ơn. Và sau này là mình sẽ đánh luôn.